New Delhi phản bác khi Trung Quốc phản đối Thủ tướng Ấn Độ thăm bang biên giới. Nga dốc toàn bộ sức lực cho chiến sự tại Ukraine. Binh lính Ukraine hé lộ điểm yếu của xe tăng Challenger 2 trên chiến trường. Giới phân tích quân sự Ukraine chỉ ra lý do quân đội Nga liên tiếp giành chiến thắng. Ngày 12 tháng 3, Ấn Độ đã bác bỏ sự phản đối của Trung Quốc với chuyến thăm của Thủ tướng Modi vào hồi cuối tuần tới Arunachal Pradesh. Trước đó, hôm 11 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối các hoạt động của ông Modi trong khu vực trên. Trung Quốc đã đưa ra thông điệp phản đối qua kênh ngoại giao với Ấn Độ. Ngày 9 tháng 3, ông Modi đã tới thăm bang Arunachal Pradesh để khánh thành các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm một đường hầm kết nối đến Tawang, khu vực biên giới có vị trí chiến lược. Đường hầm này được cho là sẽ giúp hoạt động đi lại dễ dàng hơn, bất chấp thời tiết cực đoan ở khu vực. Ngoài ra, tuyến đường được kỳ vọng sẽ đảm bảo việc di chuyển của quân đội Ấn Độ ở khu vực biên giới nhanh và thuận lợi hơn. Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố rằng bang Arunachal Pradesh là một phần của miền Nam Tây Tạng. Tuy nhiên, phía New Delhi bác bỏ tuyên bố này và khẳng định bang Arunachal Pradesh luôn là một phần của Ấn Độ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ranjit Jaiswal nói, các nhà lãnh đạo Ấn Độ thỉnh thoảng đến thăm Arunachal Pradesh cũng như thăm các bang khác của Ấn Độ. Việc phản đối những chuyến thăm như vậy hoặc các dự án phát triển của Ấn Độ là không hợp lý. Hơn nữa, nó sẽ không thay đổi thực tế rằng bang Arunachal Pradesh đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Năm 2023, hai nước cũng căng thẳng vì vấn đề liên quan tới bang Arunachal Pradesh. Khi đó, Trung Quốc đã đặt lại tên cho 11 địa điểm ở bang Arunachal Pradesh. Ngay sau đó, New Delhi đã bác bỏ điều này và cho biết đây là lãnh thổ của Ấn Độ. Trung Quốc đáp trả lại bằng việc tuyên bố việc đổi lại tên các địa điểm hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ đã nổ ra chiến sự dọc theo các phần của đường biên giới dài 3.800 km chưa được phân định rõ ràng. Căng thẳng nóng lên trong những năm gần đây khi hai nước lại xảy ra các cuộc đụng độ tại những khu vực tranh chấp. Sự kiện đỉnh điểm là cuộc đụng độ vào năm 2020 ở Ladakh, Himalaya, khiến ít nhất 24 binh sĩ ở hai bên thiệt mạng. Đây được xem là lần đầu tiên trong hơn 40 năm một vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa hai quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gây thiệt hại về người. Kể từ vụ việc đó, căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang khi các bên đều triển khai quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm nóng. Tuy nhiên, hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng ở biên giới và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tài quân sự khỏi khu vực Ladakh. Ngày 11 tháng 3, một quan chức tình báo NATO nhận định rằng cỗ máy xung đột của Nga đã hoạt động hết công suất, đồng thời cho biết Moscow đã đưa mọi thứ họ có vào cuộc chơi. CNN trích dẫn ước tính của tình báo NATO và các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này cho biết Nga đã sản xuất số lượng đạn pháo mà Mỹ và châu Âu có thể gửi tới Ukraine gần gấp 3 lần. Theo ước tính của NATO mà CNN và các nguồn tin của hãng truyền thông này nắm được, nước Nga đang sản xuất gần 250.000 quả đạn pháo hàng tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả đạn mỗi năm. Một quan chức tình báo cấp cao của châu Âu nói rằng Mỹ và châu Âu có thể cùng nhau sản xuất khoảng 1,2 triệu quả đạn mỗi năm để gửi tới Ukraine. Theo các quan chức, lực lượng Nga đang bắn 10.000 quả đạn pháo trên chiến trường mỗi ngày, gấp 5 lần Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp sự tăng cường của Nga, các quan chức phương Tây tin rằng những năng lực này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của Nga, đồng thời cho biết họ không kỳ vọng Moscow sẽ đạt được những thắng lợi lớn ở Ukraine trong ngắn hạn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và tồn kho sụt giảm, bao gồm cả do các lệnh trừng phạt. Vì vậy, năng lực này sẽ không bền vững trong trung và dài hạn. Nhà bình luận quốc phòng Ukraine Konstantin Matsovets đã đưa ra những nhận định về tiềm năng vũ trang của Nga và năng lực của cơ sở công nghiệp quốc phòng trùng khớp với những đánh giá sơ bộ của ISW. Chuyên gia Matsovets cho biết, Bộ Chỉ huy Nga đặt mục tiêu tạo ra dữ liệu chiến lược cho các hoạt động tấn công vào mùa xuân hè năm 2024, nhưng không có kế hoạch phân bổ cho các đơn vị và đội hình mới thành lập số lượng vũ khí trang bị cần thiết theo biên chế. Nguyên nhân do năng lực sản xuất hạn chế của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ông Matsovets nói rằng, Bộ Chỉ huy Nga có kế hoạch chỉ cung cấp khoảng 87% số lượng vũ khí cần thiết theo biểu biên chế mới cho Sư đoàn Cơ giới số 27, được cho là đang trong quá trình hình thành trên cơ sở Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 21 của Quân khu Trung tâm, đồng thời cho rằng quân đội Nga có mục tiêu tương tự đối với các đội hình và đơn vị mới khác. Nhà bình luận quốc phòng Ukraine cũng ước tính các lực lượng Nga khó có thể đạt được mục tiêu này trước quý 4 vì nhiều trung đoàn, lữ đoàn và sư đoàn của họ đang hoạt động ở Ukraine chỉ có khoảng 30% vũ khí và trang bị theo yêu cầu. Bên cạnh đó, một số quan chức, nhà phân tích quốc phòng phương Tây và Ukraine đưa ra lưu ý rằng các số liệu sản xuất xe tăng do Nga báo cáo phần lớn phản ánh các xe tăng được tân trang và hiện đại hóa lấy từ kho dự trữ chứ không phải sản xuất mới. Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh đánh giá của ông Matsovets trùng khớp với đánh giá của ISW. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga có khả năng duy trì tốc độ hoạt động hiện tại nhưng khó có thể hỗ trợ đầy đủ cho một hoạt động tấn công cấp chiến lược vào năm 2024.
Các báo cáo cho thấy Nga đang ưu tiên thành lập các đơn vị mới được trang bị đầy đủ phù hợp với đánh giá của ISVK. Đặc biệt, Nga sẽ ưu tiên số lượng nhân lực và trang thiết bị hơn chất lượng quân đội của mình. ISVK tiếp tục tin tưởng Nga có thể mở rộng thế trận và tích lũy nguồn lực nếu duy trì thế chủ động trên toàn chiến trường đến năm 2024, cho phép nước này chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công trong tương lai với nhân lực và trang thiết bị lớn hơn. Theo nhận định của các chuyên gia, giới tướng lĩnh Nga đang ưu tiên những lợi ích ngắn hạn, chẳng hạn như giành được lãnh thổ hạn chế, hơn là tính bền vững lâu dài và các hoạt động quy mô lớn ở lãnh thổ Ukraine. ISVK cũng đưa ra ước tính về việc các tướng lĩnh Nga sử dụng những thay đổi đang diễn ra trong cơ cấu lực lượng để đưa các đơn vị mới được thành lập và có sức mạnh thấp hơn vào chiến đấu ở Ukraine có thể sẽ hạn chế hiệu quả tức thời của các đơn vị này trên chiến trường, nhưng sẽ đủ để duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại. Một biến số chính quyết định tốc độ để lực lượng Nga có thể phát triển trong mùa hè này hay không là khả năng cung cấp hậu cần cho Ukraine, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hỗ trợ quân sự của Mỹ. Báo cáo kết luận rằng, tăng trưởng sản xuất quốc phòng của Nga có thể sẽ không bền vững trong trung và dài hạn vì nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, kho dự trữ vũ khí và thiết bị cạn kiệt cũng như không có khả năng bù đắp hoàn toàn cho vũ khí và hàng hóa lưỡng dụng có thể mua do lệnh trừng phạt. Những đánh giá đáng chú ý của ISVK trong ngày 11 tháng 3 viết rằng: Thứ nhất, một nhà quan sát Ukraine đã đưa ra những đánh giá về khả năng chiến đấu của Nga và khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng nước này nhất quán với những đánh giá trước đây của ISVK. Thứ hai, việc vận chuyển vũ khí của Triều Tiên sang Nga bằng đường biển dường như đã được nối lại sau khi tạm dừng kể từ giữa tháng 2 năm 2024. Thứ ba, Nga, Trung Quốc và Iran sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung Vành đai An ninh Hàng hải năm 2024 ở Vịnh Oman từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3. Thứ tư, Bộ Ngoại giao Nga cho biết phương Tây có ý định sử dụng Armenia như một công cụ chống lại Nga. Đáng chú ý là họ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, đồng thời chỉ trích nỗ lực của Armenia nhằm xa lánh quan hệ an ninh với Nga. Thứ năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11 tháng 3 đã ký một đạo luật cho phép chính quyền Nga hạn chế hơn nữa hoạt động của các thực thể mà họ coi là đặc vụ nước ngoài trong nỗ lực thắt chặt kiểm soát không gian thông tin của Nga trước cuộc bầu cử tổng thống. Thứ sáu, Pháp có thể thành lập một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng gửi lực lượng phương Tây tới Ukraine. Thứ bảy, quân đội Nga gần đây có những bước tiến được xác nhận gần Kramynaya, Bakhmut và Donetsk. Thứ tám, Tổng thống Putin tiếp tục thể hiện nỗ lực hỗ trợ quân nhân Nga và gia đình của họ, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích xã hội. Các binh sĩ Ukraine cho biết những chiếc Challenger 2 rất nặng nên khó cơ động và dễ ra lầy, trong khi hạn chế hậu cần khiến hàng loạt xe không thể tham chiến. Cụ thể, trong cuộc chia sẻ với các phóng viên Anh vài ngày trước, trưởng ngành kỹ thuật của tiểu đoàn xe tăng Challenger 2, quân đội Ukraine, ông Châu nói, mọi thứ đều có ưu điểm và khuyết điểm. Vấn đề với xe tăng Challenger 2 là khả năng cơ động. Nó thường xuyên ra lầy, mắc kẹt trong bùn vì quá to và nặng. Hình ảnh do truyền thông Anh công bố cho thấy một chiếc Challenger 2 ngập trong bùn, giữa lúc tổ lái tìm mọi cách để đưa xe thoát lầy nhưng không có kết quả. Tiểu đoàn trưởng có biệt danh Kaifarik đã quát mắng kiếp lái vì cho rằng những người này đã di chuyển quá chậm qua vũng bùn khiến xe mất đà và bị mắc kẹt hoàn toàn. Nhóm lính Ukraine phải huy động thêm một chiếc Challenger 2 để kéo xe tăng xa lầy đến vị trí khô ráo. Tiểu đoàn trưởng Kaifarik phải thừa nhận rằng một trong những điểm yếu lớn nhất của Challenger 2 chính là kích thước đồ sộ và khối lượng quá nặng. Mẫu xe tăng nguyên bản có khối lượng 64 tấn, nặng hơn 20 tấn so với dòng T-80 mà Kaifarik từng điều khiển. Nó có thể nặng tới 75 tấn nếu lắp đặt đầy đủ mô-đun chiến đấu và vỏ giáp tăng cường. Động cơ diesel V12 của Challenger 2 có công suất hơn 1.200 mã lực, giúp xe tăng đạt tốc độ tối đa 59 km/h trên đường băng và 40 km/h khi vượt địa hình. Tuy nhiên, tỷ số công suất, khối lượng của nó vẫn kém hơn 30% so với mẫu T-80 trong biên chế Ukraine. Các binh sĩ Ukraine tiết lộ rằng, chỉ 7 trong 14 xe tăng Challenger 2 mà nước này nhận từ Anh còn khả năng chiến đấu. Trong 7 chiếc còn lại, một chiếc xe bị quân đội Nga phá hủy hồi tháng 9 năm 2023, một chiếc dành để huấn luyện ở hậu phương, 5 xe hư hỏng nhưng chưa có phụ tùng thay thế. 2 xe cũng bị hư hại trong chiến đấu nhưng đã được sửa chữa, trong đó một xe phải thay nòng pháo. Theo tiểu đoàn trưởng Kaifarik, độ tin cậy của xe Challenger 2 cũng là nỗi đau đầu với lực lượng Ukraine, nhất là trong bối cảnh thiếu linh kiện và thợ máy lành nghề. Sĩ quan Ukraine cho biết, đệm cao su bọc xích và bánh xe liên tục bị mòn. Các thiết bị trong tháp pháo và hệ thống ngắm bắn chính xác cao có tuổi thọ thấp, chúng bắt đầu hỏng hóc ngay từ khi tiếp nhận. Chúng tôi phải chờ đợi trong thời gian dài, thường là vài tháng, để phụ tùng được chuyển từ Anh tới đây. Hoạt động hậu cần rất phức tạp ở cả hai đầu. Loạt xe Challenger 2 được London chuyển cho Kiev không kèm theo bộ giáp tăng cường nặng 12 tấn, vốn xuất hiện trên xe tăng Anh tham chiến ở Iraq. Binh sĩ Ukraine phải tự bỏ tiền mua vật liệu và hàn thêm các khối giáp lồng ở mặt trước, sườn và nóc tháp pháo để tăng khả năng bảo vệ. Dù vậy, các kiếp xe Ukraine đều các hỏa lực của xe tăng Challenger 2,
cho rằng nó có độ chính xác như súng bắn tỉa và tuyên bố thường xuyên bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 4,5 km. Họ tiết lộ phần lớn nhiệm vụ là nhằm vào cứ điểm cố định và chiến hào Nga. Vị tiểu đoàn trưởng Ukraine tiết lộ, những chiếc Challenger 2 chưa tham gia trận đấu tăng nào bởi địa hình không cho phép. Tiểu đoàn trưởng Kaifarik và ông Chol nói rằng xe tăng Challenger 2 từng được dùng để uy hiếp tinh thần bộ binh Nga bằng cách tăng tốc, lao thẳng về phía chiến hào đối phương. Cả hai người đều không nhắc tới hiệu quả của phương pháp này, nhưng nhấn mạnh đơn vị Challenger 2 Ukraine không có loại đạn phù hợp để đối phó bộ binh. Sĩ quan Ukraine cũng lo ngại nhiều chỉ huy và kiếp xe Ukraine chưa hiểu được vai trò khác nhau của xe tăng NATO và Liên Xô, khiến họ không tận dụng được hết tính năng và hạn chế nhược điểm trên dòng Challenger 2. Tiểu đoàn trưởng Kaifarik cho biết, xe tăng Liên Xô được thiết kế để làm nhiều nhiệm vụ, trong khi khí tài NATO tập trung vào những trận đấu tăng trực diện. Các lãnh đạo quân đội Ukraine từng bị giằng xé giữa tư duy kiểu Liên Xô và học thuyết tác chiến của NATO. Mới đây, các nhà phân tích quân sự Ukraine đã chỉ ra một vấn đề hết sức quan trọng của lực lượng vũ trang Nga trong chiến dịch quân sự là khoảng thời gian giữa việc phát hiện một mục tiêu quan trọng và tấn công nó bằng vũ khí điều khiển chính xác đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy sự thay đổi cực kỳ quan trọng trong sự phối hợp hành động của các đơn vị khác nhau trong lực lượng vũ trang Nga. Nó có thể là yếu tố quyết định chiến thắng trên chiến trường, giúp quân Nga liên tiếp giành được quyền kiểm soát những mục tiêu quan trọng trong thời gian qua. Cựu đại tá Cục An ninh Quốc gia Ukraine FBU, ông Oleg Starikov cho biết, Nga phải mất từ 1 đến 6 giờ để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối thủ, bao gồm cả các cuộc tấn công trả đũa. Bây giờ thời gian này đã được giảm xuống chỉ còn vài phút. Trong bài phát biểu trong một chương trình phát sóng trên YouTube, cựu đại tá SBU nói rằng, rõ ràng là lực lượng vũ trang Nga đã xây dựng một tổ hợp trinh sát và tấn công hiện đại, kết nối tất cả trong khuôn khổ một cuộc chiến lấy mạng làm trung tâm. Với cơ cấu liên thông như vậy, ngay khi quân Nga thu thập được thông tin tình báo, thì nó lập tức tự động chuyển về trung tâm chỉ huy liên hợp. Cùng lúc các máy bay lực lượng hàng không vũ trụ Nga ngay lập tức cất cánh, tức là chỉ cần qua một vài phút là mục tiêu bị tấn công. Thêm vào đó, để nhanh chóng tấn công các mục tiêu, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander thường được sử dụng nhiều nhất. Các bệ phóng loại tên lửa hành trình này đang được phân bổ ra mọi hướng của mặt trận. Một trong những ví dụ hiệu quả nhất về hoạt động của các tổ hợp này là việc phá hủy hai bệ phóng tên lửa phòng không Patriot cơ động của lực lượng phòng không Ukraine hôm 9 tháng 3. Ngoài ra, mục tiêu của Iskander thường là các sân bay, điểm tập kết tạm thời của lính nước ngoài và lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với các điểm tập kết hỏa lực hạng nặng trước các chiến dịch lớn, ông Oleg Starikov cũng cảnh báo rằng có các nhóm quân tinh nhuệ thuộc lực lượng đặc biệt Nga đang tham gia săn lùng xe tăng và hệ thống phòng không của phương Tây, mà điển hình là vụ bắn hạ 4 xe tăng chiến đấu chủ lực Mỹ M1A1 Abram trong nửa tháng qua. Cũng theo cựu đại tá FBU, nhiệm vụ của các nhóm quân tinh nhuệ trong tương lai sẽ được mở rộng nhưng tập trung vào việc tiêu diệt vũ khí và đặc biệt là cố vấn binh lính NATO nếu họ chính thức bước chân vào chiến trường Ukraine. Hôm 10 tháng 3, tờ Upright cho biết, công ty MCF Energy vừa xác nhận hệ thống dầu khí tại khu vực giếng Wenchao 1 ở Áo. Giếng đã đạt tới độ sâu 1.155m và việc khoan tới mục tiêu chính dự kiến hoàn thành vào cuối tháng. Giám đốc điều hành của MCF Energy James Hill nói, kết quả khoan cho đến nay rất hứa hẹn, các dấu hiệu về khí đốt và hydrocarbon nặng hơn, đặc biệt đáng khích lệ đối với chúng tôi. Nếu Đức không bù đắp được việc cắt giảm nhập khẩu khí đốt Nga, thì kết quả sẽ là nhập khẩu LNG giá cao, trì hoãn đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và thậm chí khởi động lại các nhà máy than. Sự đồng thuận chung từ ngành công nghiệp Đức và chính phủ là vẫn cần mở rộng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Sự đồng thuận đó đã khiến Berlin vào đầu tháng 2 dành 16 tỷ đô la Mỹ để xây dựng 4 nhà máy khí đốt lớn nhằm đáp ứng nhu cầu điện bên cạnh việc mở rộng năng lượng tái tạo. Trong khi Đức đang phải vật lộn về mặt chiến lược và chính trị trong nỗ lực cân bằng các mục tiêu về biến đổi khí hậu với nhu cầu an ninh năng lượng thì Áo đang giảm dần nhập khẩu khí đốt Nga và gần đây đã phát hiện trữ lượng khí đốt lớn trong vòng 40 năm ở nước này. Hoạt động khoan gần đây đã được triển khai ở Áo và dự kiến bắt đầu ở Đức vào tháng 4 năm nay. Mối quan tâm chính ở châu Âu sẽ là dự án ban đầu của MCF ở Áo, giếng khí đốt Wenchao gần dãy Alps. Giếng Wenchao của MCF Energy tương tự như các giếng lớn được phát hiện ở vùng Kurdistan của Iraq và dãy Apennines của Italy. Các kết quả thăm dò ban đầu cho thấy nguồn khí ngưng tụ cao qua đường ống. Trữ lượng dự tính của giếng này đạt khoảng 807 tỷ feet khối khí đốt và nằm gần hệ thống đường ống dẫn khí quốc gia. Mạng lưới đường ống dẫn khí quốc gia của Áo chỉ cách đó 18 km, tạo nên một lựa chọn kết nối ngắn và rẻ để đưa sản phẩm tới thị trường nội địa. Tại Đức, MCF đang mở lại một mỏ dầu khí trải rộng trên 100 km vuông tại mỏ Lech và Lech East.
Các khu mỏ ở Lech 10 km2 và Lech East 100 km2 có nguồn trữ lượng phong phú với 3 giếng đã được khoan trước đó. Tháng 4 năm nay, MCS sẽ quay trở lại giếng Kinh Sau và điều chỉnh công nghệ khoan mới. MCS Energy đặt mục tiêu khai thác được hàng tỷ feet khối khí đốt tự nhiên và có thể nhiều hơn nữa. Những giếng nông, chi phí khoan rẻ có thể chuyển thành dòng tiền nhanh chóng cho MCS Energy. MCS Energy đã chú trọng cao độ vào các yêu cầu an ninh năng lượng của châu Âu, điều được Đức, nền kinh tế lớn nhất của EU, nhấn mạnh đáng kể nhất. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đức đã phải gánh chịu giá dầu và giá khí đốt tăng vọt. Năm 2022 và 2023, xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu cũng tăng vọt. LNG đắt tiền không phải là một chiến lược an ninh năng lượng bền vững và việc quay trở lại sử dụng than cũng không khả thi, xét về bất kỳ mục tiêu hợp lý nào về biến đổi khí hậu. MCF Energy tin rằng câu trả lời nằm ở khí đốt trong nước, loại nhiên liệu cầu nối ngày càng được chấp nhận cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Đức là điểm khởi đầu chính cho nỗ lực thúc đẩy đầu tư khí đốt và chỉ vài tuần nữa, MCF Energy sẽ khoan tại mỏ Lech. Giám đốc điều hành MCF Energy tự tin sẽ thành công. Ngày 12 tháng 3, tờ Reuters đưa tin, Tổng thống Guyana Ifa Ali, Chủ tịch Cộng đồng các nước Caribe CARICOM, thông báo Thủ tướng Haiti ông Ariel Henry đã nộp đơn từ chức người đứng đầu chính phủ. Theo đó, thông báo này được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo khu vực có cuộc họp trong ngày 11 tháng 3 tại Jamaica để thảo luận về khuôn khổ cho việc chuyển tiếp chính trị tại Haiti. Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tham dự cuộc họp nói trên. Một quan chức ngoại giao Mỹ tiết lộ ông Henry tham dự cuộc họp bằng hình thức trực tuyến. Thủ tướng Barbados Mia Mottley cho biết, các đại diện của Haiti tại cuộc họp đồng ý thành lập hội đồng tổng thống để chỉ định một thủ tướng, người sẽ cùng hội đồng thiết lập chính phủ. Một hội đồng bầu cử lâm thời cũng sẽ được thành lập. Tổng thống Ali của Guyana đã gửi lời cảm ơn ông Henry vì đã phụng sự, ông Ali nói. Chúng tôi ghi nhận việc từ chức của ông ấy sau việc thành lập một hội đồng tổng thống chuyển tiếp và đề ra một thủ tướng tạm quyền. Ông Ariel Henry giữ vị trí thủ tướng Haiti vào tháng 7 năm 2021, sau khi tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát. Từ đó ông đã nhiều lần trì hoãn quá trình bầu cử. Nhiều người Haiti không công nhận tính chính danh của ông Henry và cho rằng ông không phải là quan chức được bầu cử nên không có thẩm quyền pháp lý để phê chuẩn việc triển khai lực lượng cảnh sát quốc tế do Kenya dẫn đầu nhằm khôi phục trật tự tại Haiti. Bạo lực gia tăng tại Haiti từ khi tổng thống Moïse bị ám sát và gần đây leo thang mạnh mẽ trong lúc ông Henry sang Kenya để thảo luận về việc triển khai lực lượng an ninh. Theo chuyên San Foreign Policy, thủ lĩnh băng nhóm Jimmy Barbecue, Terry Zier tại Haiti đã tuyên bố nếu ông Henry không từ chức và tiếp tục được quốc tế ủng hộ, một cuộc nội chiến sẽ xảy ra với nguy cơ dẫn đến diệt chủng. Hôm 3 tháng 3, chính quyền thủ đô Port-au-Prince của Haiti phải ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm sau khi các băng nhóm phá ngục để thả khoảng 3.700 tù nhân, tấn công nhiều đồn cảnh sát. Sân bay quốc tế Toussaint-Louverture cũng bị bao vây, khiến ông Henry không thể về nước và đang ở Puerto Rico. Nhiều người đã thiệt mạng và hơn 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Thực phẩm và nước uống trở nên khan hiếm, trong khi các cửa hàng không còn hàng để bán. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chia sẻ, Haiti đang đối mặt tình trạng không thể chịu đựng. Nhà ngoại giao thông báo Mỹ sẽ đóng góp 100 triệu đô la Mỹ cho lực lượng an ninh đa quốc gia, do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để giúp cảnh sát Haiti chống lại các băng nhóm và 33 triệu đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo. Theo ông Blinken, Hội đồng Tổng thống sẽ có nhiệm vụ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người dân Haiti, phê chuẩn việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế và tạo điều kiện an ninh cho bầu cử tự do. Ngày 11 tháng 3, sáng kiến thực phẩm cho Gaza đã được ba cơ quan viện trợ đa phương cùng Italy công bố nhằm điều phối các nỗ lực nhân đạo quốc tế. Sự kiện này được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Italy với sự tham gia của Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, Khuất Đông Ngọc, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới WFP Cindy McCain và Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Xavier Castellanos. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết, sáng kiến thực phẩm cho Gaza được thực hiện nhằm tăng cường viện trợ lương thực và y tế cho vùng lãnh thổ Palestine trong thời gian ngắn. Sau đó về lâu dài sẽ tập trung vào tái thiết xã hội và khôi phục cuộc sống của người dân nơi đây. Sáng kiến nêu trên cũng hướng tới mục tiêu điều phối các dự án của ba tổ chức trên và tạo ra hành lang viện trợ nhân đạo. Hành lang này sẽ được thiết lập từ đảo quốc Síp ở Địa Trung Hải. Ông Tajani lưu ý thêm rằng, những nỗ lực vận chuyển hàng viện trợ cho người dân ở Gaza hiện nay qua đường hàng không vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu nhân đạo hiện nay tại vùng lãnh thổ này.
liên quan xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza. Hôm 11 tháng 3, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây sức ép lớn để Hamas trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị lực lượng này bắt giữ trong cuộc đột kích vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trước đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cáo buộc Israel theo đuổi việc cưỡng bức di rời người dân Palestine bằng cách biến Gaza thành nơi không thể sống được. Tháng 10 năm ngoái, cơ quan y tế tại dải Gaza cho biết có hơn 31.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 72.000 người bị thương tại vùng lãnh thổ này kể từ khi nổ ra xung đột giữa Hamas và Israel. Trong khi đó, phía Israel thống kê 1.200 người đã thiệt mạng ở nước này và Hamas đã bắt giữ 253 con tin trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái.